Trời đất ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan qua như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến rồi, khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dậy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dậy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kia? Không, tiền rớt đâu. Tiền rớt đâu, rớt tiền rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi con quỷ mất nết, giỡn ngu à mày. Bà nội cha, này mày nói mất nết hả? Dạ. Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào vậy? Tại sao trong giờ này mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em đập coi như là em đập bụi. Bụi đâu mày đập? Đập bụi hả? Mày hả bụi? Mày đánh tao hả? Không quá. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó đây nè. Ôi ôi con mũi bự quá. Mày đứng ra tao biểu mày. Dạ. Mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mà mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mày dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì cái gì? Thì nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày tao không chấp nhận. Một nhân viên như mày, tất cả nhân viên ở công ty đều đây hợp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải. Cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày. Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại này tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không, nói nào ngay chứ, là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi! Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi, em là suốt đời là theo chị đó. Đúng rồi, có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Ủa cha, có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục. Cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách, mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây. Dạ. Em nhìn lại đồ chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá, Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na rồi nước gần cái chỗ New York đó. Oh. Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất. Dạ. Mày lau chùi bàn ghế, mày lau hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lau hoài để lau tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lau 90 lần. Cái chiêu đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị bằng mọi cách, kéo vô. Dạ. Không cần khách sang, khách bình dân, khách gì á, khách là phải chiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi. Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quýt quờ quảng quảng quại bên nhau. À, dạ, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ, quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ, rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, không có giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Mày khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em có giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ở quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ôi sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên.
Ôi em bây giờ em có biết là em bây giờ với anh này. Cái quán lên báo ăn hình lắm em ơi. Em bây giờ bây giờ lại mò điếu thuốc coi. À dạ em mò cho anh điếu thuốc à. Dạ. Ôi dạ, gì? Ai cho mày lấy lên đây? Dạ dạ. Điếu thuốc. Dạ mò điếu thuốc. Dạ. Ôi à, à cái gì? Không có lấy được, lấy trên đây. Anh biểu em mồi điếu thuốc. Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách, em hiểu không? Chứ thuốc đâu? Bên vai anh nè. À, vậy dắt hộp thuốc ở đó hả? Ừ. Con này đeo chân chơi vậy thôi đó hả? Anh đeo chân cho chơi, cho vui. À, không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết, hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ. Tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị địa điểm nữa. Ồ, tập trên nách mà thoái vị địa điểm hả? Lấy giùm anh đi em. Rồi thò vô móc ra đó hả? Ừ. Rồi sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời? Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đậu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, ta nói nguyên một cái bầu không khí mà ta nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Lẹ lẹ lẹ. Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho. Đây nè em, đây, hộp dạ. Quẹt của anh á. Dạ, em chuẩn bị mồi. Ôi! Hả? Gì nữa? Sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì? Đây! Dạ, em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy cái ta mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho ta mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi gì vậy trời. Lẹ. Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to đốt mới cháy chứ em. Em mồi lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy, cái mỏ như con cá trừ kiến đẹp ấy giờ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ bây giờ anh ăn gì anh uống gì anh nói liền, em làm chứ gì em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có. Món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết anh ơi. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Chơi ly hột é đi em. Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư, gì cá, yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xào qua, nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em? Dạ đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa? Em quán em có hột é. Thì có hột é thì lấy cho anh. Dạ rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ, lát anh trả 15 ngàn nha. Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Mà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tốn bao nhiêu? Lấy ra. Thì sao mày mà bao nhiêu? Mày lấy không? Ai bà chỗ ai? Ai bà chỗ ai? Khách khứa tới mày lại mày làm hóc ông sợ vậy? Tại sao mày phục vụ khách? Anh nói cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin có ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao tôi bán hột é mà không bán là sao? Tại vì anh... Tại vì cái gì hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é là mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đồ uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô làm sao mày lấy một ly hột é cho tao? Nhưng mà ảnh có... Mày im. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Làm sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Ừ. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương đó bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một.
Dạ thưa anh, anh còn muốn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly cà phê này em bán 25 ngàn. Em còn có 3 ngàn hả? Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được. Còn em là học é thì 15 ngàn. Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả? Dạ nhưng mà học é em 15 ngàn. Em mua 3 ngàn. Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường. Tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15 ngàn. Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không? Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh. Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không? Anh mới đốt cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi. Không, chị không lấy em giận á. Không, lấy em lấy, em lấy. Dạ, em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha, mở xì dách nha, mở bài. Bùm, ê, 20 nút, mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng, được 3 ngàn. Thằng dễ thương gì đâu. cung cách quán và như phục vụ cũng ok, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Cho có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ, chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai em dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai em dẹp. Mai không được dẹp đâu. Dạ, không được dẹp à. Dạ, dạ. Em muốn uống một é hoài nha chị. Dạ. Rồi, ngày mai em ghé tiếp. Dạ, cứ tới đi anh. Ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em dạ. Xin cái ly với cái này về qua quán khác uống gì. Dạ. Ok, ly xin luôn hả? Dạ, thôi anh đi vui vẻ anh. Dạ, anh mạnh giỏi. Thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Mày... cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quán không thấy hả? Lượm chị, cái dưới chân chị kia. Dạ để em lượm. Lượm! Để em lượm. Mày ông nội tao mà biết tao lượm mày. Em quên chị là chủ, em quên luôn. Mình chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ có nhiêu lấy ớt đi anh. Dạ 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu. Anh nói là không được nghỉ. Dạ. Cho xin tại còn ba đứa nhỏ nó ngồi ở ngoài nó chờ. Dạ. Chú anh thôi đi đi. Đi ngay đi ra bà chú anh. Chào anh đi vui vẻ, thương luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh, sắp mưa rồi đó, coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn ba cái chén? Trời đất ơi, bà không cho nó đốt quán làm sao? Hồi nãy tại chị không? Em đã nói rồi. Em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi. Em nói là thằng cô hồn. Trời ơi, bà kêu tôi nín. Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng cô hồn là mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha. Chị nói là mày lôi kéo khách vô, bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à? Thôi bây giờ mày ra mày đón khách, thì bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa? Khách nào mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Tao thà nói vậy đi, tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao! Ba cái chén tao trừ một tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi, có ba cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách.